thì thào, tim ta mở trào, hòa giọng ca nhịp vỗ tiêu dao. Em như thuở nào tìm anh từ cõi chiêm bao, trong mơ tràn về môi hôn tràn trề và vòng tay ghi chắc đam mê. Em như thuở nào hằng đêm đợi chờ chiêm bao, hôm qua ấm tình hôm nay kỷ niệm, ngày mai mọi mắt ngóng. Ba đổi địa điểm lẹ quá em tìm không ra nên em tới trễ, xin lỗi anh ba. Rồi bây giờ đỡ mệt chưa? Có cần tao massage không? Dạ. Tiền tao trả cho tụi mày hàng ngày ít quá hay sao mà mày tỏ thái độ không tuân thủ vậy Hưng Sợ? Hay là mày muốn thay tao? Dạ. Em xin lỗi anh ba, em thiệt tình buộc miệng vậy thôi chứ em nào dám. Dạ em xin lỗi anh ba, em xin lỗi. Thôi được rồi, tao không thích cái trò kịch cỡm đó. Mày nói cho tao biết, vì sao mày để thằng Hải Râu chạy thoát? Tao đã nói nó vừa ra khỏi trại giam là làm liền, sao mày chậm vậy? Dạ, em cho người theo dõi nó tới nhà, rồi quan sát cho kỹ, không có công an theo dõi, em mới cho tụi nó hành động. Mà ai ngờ, thằng Tùng Mô Mô nó phục sẵn ở trong nhà, rồi tụi em thất bại. Dạ em thề với anh ba, lần này mà em gặp nó, em xử nó em không tha. Hơn nhau là ở cái đầu. Mày tên hùng sói là đúng, đừng có sửa Hưng Sẹo làm gì. Chỉ có hồ đồ, ham đánh ham đá, mà cái đầu thì ngu như thú. Mày nhìn thằng Tùng Mô Mô coi, tại sao nó có cái tên đó? Vì ngoài dùng bạo lực, nó còn biết dùng cái đầu. Thằng Hải Râu mà lọt vô tay đó, sẽ đưa bằng chứng nhận dạng thằng cướp cho coi. Hắn cần bằng chứng đó để làm gì anh ba? Hắn muốn có nó để uy hiếp ta, và hắn cũng muốn biết mặt tên cướp đó là ai. Nhưng tao thì không tin cái bằng chứng từ trên trời rơi xuống đó khi chưa có gì cụ thể xác thực. Mày nghĩ coi, thằng Hải Râu nói có bằng chứng mà không chịu đưa ra cho mày hay là con Hương Gà, mà bắt buộc phải gặp tao khi tao nhận lời là công an xuất hiện. Điều đó chứng tỏ bằng chứng đó chỉ là giả. Thằng Hải Râu chỉ muốn dụ tao ra để lập công. Bằng chứng rõ ràng là bây giờ nó đâu có còn tù. Anh ba nói mới nghĩ ra, công nhận thằng Hải Đâu này nó quá tham độc, nó muốn trả thù mà không được. Anh ba, có một điều em không hiểu. Tùng Mô Mô nó muốn biết tên cơm đó ẩn thân trong nhóm chúng ta để làm gì? Nó muốn cái lô hàng mà A Liền sắp giao dịch với mình, nhưng A Liền đã hứa với tao, vì vậy mà không dám bán. Khi chúng ta ngưng giao dịch đột ngột với Tùng Mô Mô mới biết có thông tin công an đang gài bên chúng ta. Và nếu muốn lô hàng đó thuộc của nó, chỉ có cách có bằng chứng thì A Liền mới hủy hợp đồng. Không biết là thằng Hải Râu đã đưa bằng chứng cho hắn chưa anh? Dù thằng Hải Râu có đưa bằng chứng rồi hay là chưa cũng không quan trọng. Tao tin bằng chứng của thằng Hải Râu là giả. Thằng Bảy Búa theo tao lâu rồi, tao hiểu nó mà, không phải cơm đâu. Em cũng nghĩ vậy. Mày liên lạc với mọi người, ngày mai nhận hàng. Ngày mai nhận hàng của A Liền hả anh ba? Hay quá. Khách hàng mấy ngày hôm nay nhăn nhó, để lâu quá không chừng nó đi chỗ khác nó mua đó anh ba. Rồi không chừng nó qua thẳng thằng Tùng Mô Mô, nó mua là mình mất thị phần. Nói mọi người chuẩn bị, mai thuận buồm xuôi gió. Dạ, em sẽ làm liền cho anh ba. Thưa anh ba em đi.
sao bạn anh đâu hết, chỉ còn em với anh đi về Sài Gòn vậy? Đám bạn của anh tụi nó về từ hôm qua rồi. Vậy là anh cố tình ở lại để giở trò đúng không? Đâu có, anh đâu có dám giở trò với em đâu. Em biết tại sao không? Tại vì hôm qua em xỉn quá, cho nên anh sợ chở em đi về á em sẽ bị té, cho nên mấy đứa bạn của anh mới kêu anh chở em vô khách sạn ngủ đi, mai về. Vậy là bạn anh đồng lõa hết đúng không? Làm gì có, mấy đứa bạn của anh ngoan lắm luôn. Trong đó thằng Quý là con của ông hiệu trưởng Bá Hưng á. Cái gì? Là con ông hiệu trưởng Bá Hưng hả? Ừ. Anh không hiểu nha, thiệt luôn á. Tới bây giờ mỗi lần mà anh đi đón em á là phải núp đầu này đầu kia không à. Nhà em anh cũng không biết nữa, làm gì mà giữ bí mật kỹ như vậy không biết. Bí mật cái gì? Bị mất thì có. Cái gì? Em bị mất cái gì? Thì bị mất cái quý giá nhất cho anh đó. Nè anh á, sau này dám phản bội em là em sẽ không tha cho anh đâu đó, biết không? Biết. Anh làm tốt lắm. Dạ cũng bình thường thôi, vì đó là nghề của tôi mà. Tôi gửi anh số tiền coi như trả trước lương của anh. Cảm ơn anh. Trời, sao nhiều quá vậy? Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, cô ấy làm việc hiệu quả, tiếp thu tốt là tôi vui rồi. Tôi mong là anh sẽ cố gắng hơn nữa, tôi sẽ thưởng nhiều hơn như vậy nữa mà. Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Xin phép anh tôi về trước. Ừ, anh cứ đi về. Dạ, chào anh. Nhàn chưa về hả cưng? Dạ chị, em chưa về, em đợi bạn. Thôi chị về trước nha. Ủa Nhàn, sao em chưa về nữa? Dạ anh Tùng, em đứng chờ anh Sinh. Từ bữa giờ em học của anh Quốc, em tiếp thu có tốt không? Dạ cũng tốt lắm anh, mà sao nãy giờ em chờ hoài chưa thấy anh Sinh tới nữa. Hay là anh Sinh đang bận công việc gì đó nên không đưa em về kịp, thôi vậy anh đưa em về nha. Không được đâu, lỡ anh Sinh anh tới không thấy em thì sao? Không sao đâu, nếu mà anh Sinh tới đây có gì anh dặn bảo vệ nó anh sao cũng được. Chờ anh biết đến bao giờ ha, để anh đưa em về đi. Đợi anh xíu nha. Nếu mà anh Sinh có tới thì nói tôi đưa Nhàn về rồi. Dạ. Đi thôi em. Cẩn thận. Dạ. Từ từ thôi em, cẩn thận trúng cái cửa.
Rồi, tới nhà rồi. Em vô nghỉ ngơi nha. Em cảm ơn anh Tùng nhiều nha. Em vô nhà trước ha. Ừ. Hay là để anh đưa em vô? À, không sao đâu. Nhà em quen rồi. À, đây, anh mở cho. Dạ, được rồi anh. Được không? Em mở được mà. Rồi, đây. Đây, chỗ này. Hay quá. Rồi, anh về trước nha. Bye anh. Ê, ê, mấy bà. Ý. Nè, mấy bà có biết không? Bữa hổm á, tôi thấy có một thằng chạy chiếc xe cà tàng đưa về. Vậy á, mà bữa nay được đại gia đưa về bằng xe hơi luôn. Đúng là con người ta có những chuyện không biết trước được. Với lại có những lối rẽ không ngờ luôn mà. Ồ. Thôi kệ đi mấy bà ơi. Chuyện của người ta mà nói làm gì. Con người ta đẹp, người ta có quyền cán chọn. Không lẽ bắt nhỏ đi xe đạp hoài. Đi vô. Thôi đi vô. Ủa, con. Ba, ba mới về. Con về với ai vậy? Dạ, anh Tùng giám đốc công ty mà con đi làm thêm á ba. Vậy à? Ủa, vậy cô Sinh đâu không đưa con về? Hôm nay con đứng đợi hoài hả? Mà con không thấy anh Sinh đâu hết á. Chắc là con nghĩ là anh đang bận việc á ba. Anh Tùng anh thấy như vậy, ảnh cho con quá gian về. Con à? Dạ. Con phải nên cẩn thận những mối quan hệ nha. Không phải là dễ dãi như vậy được đâu. Ba ơi, con gái ba lớn rồi, con biết mà. Ba có một cá ngừ nè, để ba nấu bún cho con ăn nha. Con cảm ơn ba. Anh có cái này tặng cho em. Anh Tùng à, anh mua chi tốn kém để tặng em vậy? Em không dám nhận đâu. Cái này đâu có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà cái đồng hồ này sẽ giúp ích được cho em. Là đồng hồ hả? Em đâu có nhìn thấy đường đâu. Anh mua đồng hồ cho em làm gì? Thật ra đây là đồng hồ mà em không cần nhìn. Em chỉ cần nghe thôi là em cũng biết mấy giờ. Thiệt hả anh? Ừ. Sao mà hay dữ vậy anh? Sao mình biết được? Đưa tay cho anh. Dạ. Bây giờ em bấm vô lúc này thì em sẽ biết mấy giờ. Đó. Tụi bay ơi. Ê, tụi bay nói nghe nè. Kiếm em nào nhảy chung với tụi mình cho nó vui. Đúng rồi đó. Ê, mày đi kiếm đi. Tao hả? Ừ, nhanh đi. Được, mấy em gái cứ để tao lo. Để xíu. Ok. Ê, khoan. Cái gì vậy? Mày phải kiếm em nào á, phải biết lắc cho đã nha. Yên tâm. Tao kiếm mấy nhỏ này lắc tới sáng với tụi bay luôn. Ok không? Yeah, ok. Đi liền. Thôi vô. Thấy sao ok không? Được không? Okay. Không đi. Yeah. Uống đi em. Vô đi em. Uống đi em. Em chơi vui.
Đi em, lên nhảy, nhanh lên. Tôi thấy trong cái bản hợp đồng này còn rất nhiều kẽ hở. Nhất là trong cái việc mà điều kiện thanh toán qua ngân hàng chưa có được bảo chứng gì hết. Và cả điều kiện nhận nhà cũng chưa có gì bảo đảm. Bây giờ cô chuyển tất cả hợp đồng này qua bên phòng pháp lý giùm tôi. Sau đó làm lại rồi chuyển qua phòng này lần nữa cho tôi. Dạ, em biết rồi sếp. Có chuyện gì vậy? Anh Tùng ơi, anh Tùng. Có gì từ từ đợi một chút. Anh Tùng ơi. Mày biết phép lịch sự không? Dạ. Dạ, em biết rồi. Dạ thưa giám đốc, anh có cần gì nữa không? Thôi được rồi, cô cứ về đi. Dạ. À mà khoan. Dạ. Nếu như ngày hôm nay có cuộc họp nào đó, quỷ bỏ cho tôi. Còn cuộc họp nào quan trọng quá thì cô về lại vào sáng ngày mai. Dạ không có, chỉ còn lại những cuộc xã giao mà thôi. Tốt, đi đi. Dạ. Vào đi. Dạ anh Tùng. Mày cài chặt cửa nẻo vô mày. Dạ. Sao, kết quả như thế nào? Dạ tối nay 12 giờ tụi nó giao dịch ở khu công nghiệp A đó anh. Mày chắc chứ? Dạ chắc. Ok được rồi. Bây giờ mày nói với thằng Thiệu, bắn cái tin này cho tụi mắt sạch cho tao. Dạ em biết rồi. Khoan. Dạ. Mày xong việc rồi, từ ngày hôm nay nhớ đừng qua lại công ty. Cẩn thận nghe chưa? À, dạ em biết rồi. Đi đi. Có chuyện gì không? Sao sếp gọi mình gấp vậy? Hình như nhận được thông tin địa điểm giao hàng của bọn buôn ma túy đó. Khi nào? Nghe nói là tối nay. Chuyến hàng lần này coi bộ lớn lắm mà nha. Các đồng chí im lặng đi. Khi chưa có thông tin chính xác, các đồng chí đừng có phát biểu linh tinh. Mà sao nghe nói vậy đó anh? Các đồng chí ngồi xuống đi. Sau khi nhận được tin mật báo từ các cơ sở cài cắm, tôi đã cho người đi kiểm tra lại thông tin. Và tôi đã đủ cơ sở để khẳng định đây là chuyến hàng ma túy lớn nhất được tuồn vào thành phố và được ngụy trang bằng hàng hóa. Tất nhiên về chủng loại và số lượng thì chúng ta chỉ ước tính thôi, nhưng có thể lên đến hàng trăm ký. Các đồng chí, chúng ta có nhiệm vụ phải triệt tiêu cho được số hàng này. Nhưng tôi có một yêu cầu để nói với các đồng chí. Chúng ta bắt trọn, nhưng không cần triệt để. Mọi người đừng thắc mắc. Trong tài liệu thì tôi đã ghi kế hoạch cụ thể cho từng người. Nhưng kế hoạch thực hiện như thế nào cho từng đội thì đội trưởng giải quyết. Mọi người đã rõ chưa? Dạ, rõ. Tốt. Chúng ta chỉ còn đúng 6 tiếng đồng hồ để chuẩn bị phá án. Các đồng chí về triển khai ngay đi. Dạ rõ. Nè,
liên hệ ngay với H1, bảo cậu ta phối hợp hành động, nhưng mà đừng để xảy ra sơ sót nào đáng tiếc. Dạ rõ. Chào người đẹp, sao hôm nay lại dạ, tới đây vậy? Em cố tình tới đây để gặp anh mà. Ồ, hân hạnh trên quá ta. Có người đẹp chờ anh mà anh không biết. Anh xin lỗi ra. Nhưng mà sao em biết anh ở đây mà em tìm vậy? Ở cái thành phố này có chỗ nào mà xứng tầm với anh chứ? Ngoài chỗ này đâu. Thôi bỏ qua mấy chuyện này đi. Em có chuyện muốn nói với anh nè. Bà bạn nói chuyện. Xin mời. Sao vậy em? Anh làm quá hứng mà. Hôm nay em gặp anh để nói chuyện nghiêm túc đây nè. Có chuyện gì mà em nghiêm túc vậy? Hồi trước á, anh muốn em làm trợ lý cho anh. Bây giờ anh có còn muốn em làm nữa không? Dĩ nhiên. Lời nói của anh y như liền đông cục. Vậy thì tốt rồi. Em đang rất muốn anh cho em ứng tiền để đi Singapore một thời gian, rồi sau đó em quay về em làm trợ lý cho anh được không anh? Tại sao em lại muốn qua Sài? Thật ra thiệt em ở đây cũng thấy chán quá à. Em muốn đi Singapore để thư giãn một thời gian. Đi thật xa để chị Hương Gà quên em luôn, rồi sau đó em bắt đầu lại từ đầu. Anh giúp em đi nha. Nha. Tiền thì là chuyện nhỏ, nhưng mà anh thấy ở Sài Gòn này cũng vui lắm mà. Đối với anh thì vui, nhưng đối với em thì chán lắm. Em muốn trốn khỏi sự quản lý của Hương Gà nên muốn đi xa đúng không? Anh này có trốn đâu, cứ đổ quan cho em không à. Alo. Rồi. Ok. Được rồi. Ok. Dạ thưa anh. Có chuyện gì? Em có chuyện riêng cần nói với anh. Anh ngồi đây nha, em đi ra ngoài một chút ha. Alo. Anh Phan hả? Em đang nói chuyện với tên Đài Loan thì đàn em của hắn vào nên em không nói chuyện được nữa. Không sao, không có lần này thì để lần sau vậy. Anh nè, anh phải bồi thường cho em đó nha. Mỗi lần nói chuyện với tên Đài Loan là em nổi hết da gà lên luôn rồi nè. Ừ.
hình như có chuyện gì rồi anh. Anh, hình như ổng có chuyện gì đó vội vàng lắm. Để em theo dõi coi có chuyện gì không nha. Em đi cẩn thận, coi chừng nguy hiểm. Hay là bỏ đi, đừng đi. Anh yên tâm đi, không sao đâu. Thôi em cúp máy, vậy nha. Nè, em đừng có đi. Alo. Mình làm như vậy có đúng không? Tự dưng lại kéo Quỳnh Ly vào chuyện này. Nếu cô ấy bị nguy hiểm thì sao? Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Mong là sau này hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho hành động của mình. Anh ở đây mà làm em kiếm nãy giờ. Anh Hùng nói anh khởi hành kìa. Chạy theo chiếc xe đằng trước cho tôi nha. Có gì dạ, lát nữa tôi bo thêm cho. Dạ được. Để xem giờ này ông chồng tôi còn đi theo cái con bồ nhí nào đây không biết nữa. Trời, đẹp như cô vậy mà chồng cũng có bồ nhí nữa hay sao? Kỷ niệm ngày mai.